Vâng, cùng với lời khai mạc của cha bản hương Du Xe, đêm hoan ca của chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Và giờ đây xin mời tất cả quý cộng đoàn cũng như quý vị hiện diện, chúng ta cùng hướng lên sân khấu và chúng ta cùng gặp gỡ những người con của quê hương Vĩnh Lại sẽ gửi đến cho chúng ta một vũ điệu múa qua bài hát Vĩnh Lại quê hương tôi, sáng tác của thầy Doan Paulo II Maria Trần Văn Bắc, đã viết tặng cho chúng giáo họ Vĩnh Lại chúng ta trong dịp lễ khánh thành. Xin mời quý cộng đoàn cùng hướng lên sân khấu và chúng ta cùng đến với vũ điệu Vĩnh Lại quê hương tôi. Lòng kính Chúa yêu
tình thương. Tự hào người con cùng quê luôn biết mến thương, nay quyết lên đường truyền giáo Thiên Chúa. Xin kính cộng đoàn chúng ta cùng nổ những tràng vỗ tay thật rộn rã hơn nữa để cảm ơn vũ điệu mà chúng ta vừa được lắng nghe, ca khúc Vĩnh Lại Quê Hương Tôi. Vâng.